Vâng, xin chào cô chú bác anh chị nhé. Ngày hôm nay thì bên em Điện Máy Hồng Quân lại về thêm một bộ dàn dynamo nữa. Bộ dàn này là đi bộ dàn dàn lốp hơi máy nổ là đi 22 HP. Đấy, giang đông máy nổ rất là còn ngon, dynamo 12 kg. Đấy, dynamo 12 kg cổ đồng to. Vâng, đây em cho xem bên trong dynamo đây. Đây các bạn, cổ đồng nó rất là to, rất là to, rất là đẹp. Đây em quay tổng thể tất tật cho cô bác anh chị cùng xem ạ. Máy đang còn nổ rất là tốt nhé, đang nổ bình thường, dynamo điện vẫn đang phát bình thường. Đấy, cái này phù hợp cho anh chị em cô bác tới bơm hỏa tiễn ở những cái vùng không có điện. Đấy, như chẳng hạn như là bơm hỏa tiễn 5 ngựa, xài rất là nhẹ máy nhá. Vâng, em xin giới thiệu sơ về bộ dàn là như vậy. Xin chào tất cả cô bác anh chị. Anh cô bác anh chị nào có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0964 303 979. Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ.